Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Thưa quý vị, khoa học đã chứng minh rằng mầm lúa mạch là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và có nhiều công dụng tốt đối với cơ thể con người. Đối với sức khỏe con người thì mầm lúa mạch giúp cho cơ thể có thể chống chọi lại với bệnh ung thư và bên cạnh đó thì làm cân bằng nội tiết tố. Còn đối với làn da thì mầm lúa mạch lại làm chậm quá trình lão hóa do môi trường và tuổi tác gây ra. Chính vì vậy mà nhiều chị em phụ nữ thường tự bảo nhau sử dụng mầm lúa mạch hàng ngày để có thể lưu giữ lâu hơn vẻ đẹp thanh xuân của mình. Vậy cách sử dụng như thế có hiệu quả hay không? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ hai vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Vị khách mời đầu tiên của chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 da liễu Trần Thị Thanh Nho. Xin được giới thiệu chuyên gia Phạm Thị Thu Hường đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Quang Huy. Xin được gửi lời cảm ơn bác sĩ và chuyên gia đã dành thời gian đến tham dự chương trình hôm nay ạ. Xin chào MC, xin chào khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Xin chào MC, xin chào tất cả khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Thưa quý vị khán giả, trước khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng của mầm lúa mạch thì ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Thanh Nho về công dụng của mầm lúa mạch trước đã. Xin mời bác sĩ ạ. Mầm lúa mạch nó có tác dụng thứ nhất là nó tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể. Cái thứ hai nữa là nó tăng cường cái sức chống đỡ bệnh nhân. Và cái thứ ba là nó chống đỡ bệnh tật ở chỗ nào, tức là nó làm giảm cholesterol máu và nó có tác dụng là làm hạ được cả huyết áp. Tức là những người mà bị cao huyết áp là không có chống chỉ định trong trường hợp này vẫn có thể uống được, vì nó có cái tác dụng là còn làm giảm huyết áp đi. Cái thứ ba nữa là nó làm cho tăng cường cái quá trình chống lão hóa. Tại sao nó có thể chống lão hóa được? Bởi vì trong cái mầm lúa mạch nó có rất nhiều vitamin, các chất sắt, nó làm hạn chế cái quá trình lão hóa trong cơ thể. Đấy là những tác dụng rất tốt của nó mà chúng ta cần phải biết đến những tác dụng của mầm lúa mạch. Vậy là chúng ta có thể thấy mầm lúa mạch đem đến rất nhiều những công dụng hữu ích. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ rằng phương pháp sử dụng mầm lúa mạch như thế nào ạ? Thứ nhất là bên ngoài người ta có thể dùng để nó dùng giống như một cái mặt nạ để đắp lên để lấy hết các cái chất độc ở bên ngoài cơ thể. Xong rồi một ngày anh đi thì anh về, anh làm việc xong thì anh có thể đắp lên để nó có tác dụng là nó tăng cường cái tuần hoàn ở trên cái mạch máu trên da để nó thải bớt các cái chất độc ra khỏi cơ thể. Nhưng một cái tác dụng quan trọng nhất mà người ta hay sử dụng đến của mầm lúa mạch là tác dụng khi uống. Uống thì nó sẽ đưa được các vitamin vào trong cơ thể và nó làm tốt cho cái hệ tiêu hóa. Nó làm ngăn ngừa bớt cái tình trạng ung thư, nó sẽ làm cho nó lưu thông tuần hoàn. Nó làm cho tăng cái sức đề kháng lên và nó lại làm cho chậm cái quá trình lão hóa của mình đi. Thế người ta sẽ sử dụng trong cái sản phẩm uống là nhiều hơn. Thưa chuyên gia, vừa rồi thì chúng ta cùng được lắng nghe những công dụng cũng như là cách sử dụng đến từ bác sĩ. Thì không biết là chị đánh giá như thế nào về những phương pháp này? Những phương pháp này thì có ưu điểm và nhược điểm như thế nào ạ? Thì với mỗi cái phương pháp thì nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là nếu như mình đắp mặt nạ thì nó sẽ có tác động trực tiếp lên bề mặt da. Như thế thì sau mỗi cái lần đắp mặt nạ như thế, mình sẽ thấy da của mình nó mềm mại hơn rất là nhiều, sáng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà mình chỉ đắp mặt nạ như thế thì mình bỏ qua rất là nhiều công dụng từ sâu bên trong như bác sĩ vừa đã chia sẻ. Đấy, còn về đường uống thì khi mà chúng ta uống thì chúng ta sẽ mang trực tiếp nó như là một cái sản phẩm thực phẩm chức năng, thì sẽ mang nó hấp thu trực tiếp vitamin vào trong bên trong và sẽ mang đến những cái tác dụng rất là tuyệt vời như là chống lão hóa này, điều hòa nội tiết này, phòng chống ung thư này và giúp cái hệ tiêu hóa của mình tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì có một câu hỏi mà tôi tin rằng là rất nhiều quý vị khán giả cũng đang thắc mắc, xin được hỏi chuyên gia là làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được loại mầm lúa mạch chất lượng ạ? Vâng, như các bạn cũng biết là hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều sản phẩm chiết xuất từ mầm lúa mạch khác nhau, cho nên là để tìm một cái sản phẩm uy tín và an toàn, chúng ta cần phải tìm một cái sản phẩm nào có nguồn gốc xuất xứ, nghĩa là nó có đầy đủ cái thông tin về công ty sản xuất và công ty phân phối, cũng như là đầy đủ cái giấy phép kiểm nghiệm và công bố sản phẩm cũng như là cho phép lưu hành của sản phẩm. Thì như tôi cũng biết là trên thị trường hiện nay thì có sản phẩm rất an toàn và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và phân phối ở trên thị trường. Cái sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng, nhất là đối tượng chị em phụ nữ có làn da lão hóa, độ tuổi chị em phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, và giúp là điều hòa cái nội tiết tố của mình. Đây là sản phẩm mầm lúa mạch Abalay. Xin được cảm ơn những chia sẻ bổ ích đến từ bác sĩ và chuyên gia. Thưa quý vị khán giả, làm đẹp không hề khó đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta biết lựa chọn phương pháp phù hợp và đúng cách thì sẽ lưu giữ mãi được tuổi thanh xuân. Xin được chúc quý vị khán giả sẽ luôn luôn đẹp 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Để có cơ hội sở hữu phần quà là sản phẩm mầm lúa mạch Abalay của nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại Quang Huy, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình Đẹp 24/7 theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Phần quà từ chương trình sẽ dành cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!